Vào dịp hè, các hồ bơi cố định và hồ bơi di động luôn là sự lựa chọn của đa số các bậc phụ huynh và trẻ em. Do đó, việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa tạo sân chơi cho trẻ, công tác quản lý an toàn hồ bơi cũng như tăng cường dạy bơi cho các em trong mùa hè cũng đang được cơ quan chức năng từ tỉnh đến huyện chú trọng nhằm giúp các em tự bảo vệ bản thân, phòng tránh đuối nước và để trẻ có được kỳ nghỉ hè an toàn và bổ ích. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hồ bơi Steelwood đi vào hoạt động từ năm 2023 với mong muốn tạo sân chơi cho các bạn nhỏ, nhất là vào dịp hè, và hơn hết là tạo địa điểm để dạy bơi cho các em để tăng cường công tác phòng chống tai nạn đuối nước. Với diện tích khuôn viên 1.500 m² được chia làm 3 hồ bơi, trong đó hồ lớn có diện tích 250 m², hồ nhỏ 60 m². Tuy mới bước vào đầu mùa hè, nhưng trung bình một ngày, hồ bơi Steelwood thu hút khoảng 300 lượt người đến bơi và học bơi. Ban quản lý hồ luôn chú trọng đến an toàn cho người bơi bằng cách lắp đặt camera quan sát cũng như phao cứu hộ và các vật dụng liên quan. Hiện tại hồ bơi cũng có 3 huấn luyện viên cố định và 10 huấn luyện viên liên kết để dạy học viên. Tất cả đều được trang bị kiến thức chuyên sâu về bơi và phòng chống đuối nước cho người tham gia môn bơi. Thầy với lại các huấn luyện viên của mình này, rồi các cứu hộ đều phải thông qua cái lớp tập huấn đào tạo và có bằng cấp để đảm bảo cho cái việc mà an toàn của các em khi mà đến với hồ. Mùa hè này thì sẽ mở cửa và phục vụ cho các em mà các tới 9 giờ tối. Vì hồ mình á, thì là hồ về muối khoáng, là mình cho muối xuống xong mình điện phân để ra một cái clo tự nhiên tốt cho sức khỏe mọi người để đi bơi, đảm bảo cái mấy bạn bơi nó được an toàn. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 130 hồ bơi, trong đó hồ bơi cố định là 35 và hồ bơi di động là 95 do 10 doanh nghiệp, đơn vị và 20 hộ kinh doanh quản lý, với tổng số giáo viên, huấn luyện viên dạy bơi và cộng tác viên gần 100 người. Việc phát triển các bể bơi tại tỉnh trong thời gian vừa qua đã đáp ứng phần nào nhu cầu thực tế của người dân đối với hoạt động bơi lội, rèn luyện sức khỏe và hơn hết là công tác phòng chống đuối nước đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm chú trọng. Chúng tôi được đào tạo bài bản về việc phòng chống đuối nước cho trẻ em. Đầu tiên là của chương trình phòng chống đuối nước là các em rớt xuống nước, các em phải biết đường đi lên bờ trước đã. Khi các em bơi tốt rồi, chúng tôi sẽ trang bị cho các em các kỹ năng. Khi mà bạn mình bị rớt xuống nước thì mình sẽ làm cái gì? Mình cầm cây hay cầm dây? Mình bơi giỏi thì mình hãy cứu bạn, còn không thì mình không nên xuống cứu bạn. Mọi năm bên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thường xuyên tổ chức cái lớp tập huấn, cho nên chúng tôi phải thường xuyên đi học và cập nhật những cái thông tin mới để có gì mà giảng dạy lại cho các em và hướng dẫn các em để có một cái môi trường bơi cho nó an toàn. Chúng tôi dạy cho các em để đạt được cái bơi á, làm sao cho đủ các kỹ năng bơi khi mà ra được cái chỗ mà sông và suối hay là ra hồ bơi hay biển thì các em đều có đủ các kỹ năng để bơi an toàn chống cái đuối nước mà hiện nay xảy ra rất là nhiều. Bản thân chúng tôi là huấn luyện viên thì mong muốn cho các em có hoàn cảnh khó khăn thì tiếp cận được cái môn này. Khi tham gia các lớp học bơi, các em nhỏ và người lớn được hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến tai nạn đuối nước, các kỹ năng tự vệ khi gặp sự cố dưới nước, v.v. Chính từ những lớp học bơi đã giúp các em tự tin khi tiếp xúc với nước và mạnh dạn hơn khi gặp những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Con học được 5 buổi bơi rồi và con cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là thích. Con được những huấn luyện viên cho học động tác cơ bản trước và các nội dung nâng cao. Để khi mà gặp sự cố rồi thì con vẫn biết cách để bơi, để phòng chống đuối nước. Với chủ trương đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo sân chơi cho trẻ em, sự phát triển của các bể bơi đã mang lại cơ hội học bơi cho nhiều thanh thiếu niên, người lớn. Qua đó, giúp giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở người dân nói chung, trẻ em nói riêng. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng cũng thường xuyên tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hoạt động tại các hồ bơi. Các yếu tố đảm bảo kỹ thuật yêu cầu của hồ bơi cũng như tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho huấn luyện viên, giảng viên, người quản lý hồ bơi, cán bộ đoàn thanh niên v.v. về giáo dục kỹ năng bơi, cách phòng chống tai nạn đuối nước, các phương pháp cứu đuối và sơ cứu người bị nạn. Tất cả góp phần hạn chế đến mức thấp nhất nạn đuối nước, nhất là ở trẻ em hiện nay. Hàng năm thì đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức các cái hoạt động về bơi như
là tổ chức các cái giải bơi và tổ chức các lớp tập huấn cho đối tượng là các cán bộ của đoàn viên, của các giáo viên thể học dục của các trường, rồi cán bộ làm công tác thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh, để từ những cái hạt nhân nòng cốt này lan tỏa đến tất cả các xã, phường, thị trấn và các trường học để trang bị cho các em về kỹ thuật bơi, kỹ thuật đứng nước và các cái kiến thức về phòng chống đuối nước. Việc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh trong dịp hè đã được các cấp, các ngành và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Các mô hình hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức. Trong đó có môn bơi đã và đang được phụ huynh cũng như học sinh yêu thích, nhằm khẳng định tầm quan trọng của việc học bơi cũng như kỹ năng an toàn phòng chống tai nạn đuối nước và giúp các em thư giãn sau một năm học tập căng thẳng, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.